Chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ làm một chương trình giảm giá cho anh em. Combo cho anh em cái sạc ba của máy giặt ngang này. Thì hôm nay em sẽ bán cho anh em là một combo là gồm một sạc bất kỳ các hãng nào anh em nhé. Bất kỳ hãng nào. Nghĩa là một sạc như thế này. Và một sẽ combo cho anh em là ba ốc ở đây. Ví dụ cái nào là bạn có ba ốc thì sẽ khuyến mại cho anh em ba ốc, còn cái nào nó là sáu ốc thì đây thì sẽ khuyến mại thêm cho anh em là ốc bắt tai đi cùng này, thì là khi tháo ra nó hay bị gãy cái ốc tai này đấy, hoặc là nó han không vặn nó được anh em phải cắt, thì khi nó mất ốc thì mình sẽ combo cho anh em cái ốc đi cùng như thế này. Đấy. Cái nào nó có 6 ốc thì mình sẽ vặn luôn vào đây, còn nếu mà có 3, đây cái này nó có ren này, có ren thì vặn luôn được. Còn nếu mà nó có 3 thì mình sẽ vặn luôn 3 vào đây. Và combo thêm cho anh em một cái nữa, đó là một cái phớt theo hãng. Đó, có nghĩa là mình sẽ combo cho anh em một bộ đây, một bộ như này là đi theo phớt này. Đó, sẽ đi theo phớt đi cùng. Thì nếu anh em nào mà chưa biết hình dáng chạc như nào ấy, thì một là có thể là chụp model của máy giặt, hai là anh em vừa tháo ra rồi anh em muốn chính xác thì anh em sẽ kẹp thước vào đo cho mình cái trục trên này và cái trục dưới này. Đây mình đang combo dưới 10 cân nhé, dưới 10 cân chạc các hãng dưới 10 cân mình sẽ bán cho anh em combo đồng giá là 435k. Đó, anh em lưu ý cho mình nhé. Mình sẽ chi ăn cho anh em trong vòng một tuần. Bắt đầu từ thứ hai. Thứ hai hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Mình sẽ hôm nay là thứ hai ngày 25 tháng 3 nhé. Anh em ô cái này. Cái này mình chưa bóc ra sao? Đây, đây anh em sẽ sử dụng cái kẹp số này, anh em kẹp cho mình cái đầu này, đầu trục này, ví dụ như là anh em tháo ra rồi anh em muốn chính xác thì anh em sẽ kẹp ở đây cho mình. Đây kẹp như này nhé, để đo cho mình xem là cái trục này cũng của các bạn nó rơi vào bao nhiêu. Đây như này đang rơi vào hai ấy này, 2 cm nhé. Đó rơi vào 2 cm trục dưới nhé, đo luôn anh em trục dưới luôn, anh em đo chuẩn nhé. Đó, trục dưới rơi vào 25 25, sát 25 đúng. Anh em cần nếu mà anh em nhìn thấy hình dáng chạc như này thì anh em đo mình cái trục như vậy là mình sẽ lấy cho anh em đúng chạc nhé. Anh em lưu ý là từ chạc 10 cân đổ xuống nhé, sẽ chi ăn cho anh em là 435k, bao gồm một chạc này, một phớt đi theo chạc này và ốc đi theo 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 chạc luôn, ốc inox nha anh em nhé, ốc inox. Còn cái ốc trên này nó không có đâu nhé, ốc bắt bu li này nó không có đâu, chỉ có ốc đa số là gãy ốc này thôi. Đó, đa số ốc gãy tai, ốc tai thôi, còn ốc bu li này nó không có nhé. Không đến lúc là anh em lại thấy trong combo lại tưởng có cả ốc bu li này là không có ốc bu li này, vì ốc bu li này nó sẽ không có, mình chỉ có ốc hay gãy là ốc này thôi. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho mình số điện thoại là 0355 448 274 nhé. Đối với dòng sạc này thì bên mình đang chiên khách hàng thì tất cả đều đặt cọc trước 35k. Đó, còn lại số chẵn là anh em đến nhận hàng là anh em thanh toán nhé, kiểm tra hàng rồi thanh toán nốt. Đó, còn anh em không lấy thì anh em chỉ mất 35k thôi. Thì đang chiên như thế này là nhiều đối tác khác là đặt về là sẽ bom hàng, cho nên là những cái chạc như này là bên em sẽ nhận cọc trước
35k để lấy kinh phí gửi hàng đi anh em nhé. Còn tất cả đều chặt to cũng thế, cứ 10 cân đây, ví dụ chặt to đây. Giờ lấy đây là cái này là loại chặt trục nhỏ nhé. Đó. Còn đây là loại chặt trục to này. Anh em đang cần cứ dưới 10 cân là sẽ giá như vậy. Đây cái con này trục to này, đang hoa khế bên ngoài này. Đó. Cái này là khả năng của inverter. Inverter thì nó úp luôn buli vào đây, úp luôn motor vào đây. Đây con này trục to nhé. Cũng bán cho anh em 435k. Đó. Trục này rất to luôn. Trục này nó rơi là 3,1 mm anh em nhé. Hơn 3,1 mm. Gọi là 3. 3 phẩy rồi 3 phẩy. Con này đúng 3 cm nhé. 3 cm đường kính này. Mình sẽ đo anh em đường kính dưới nhé. Đường kính dưới con này là 3,5. Gần 3,5. Đó. Đường kính dưới gần 3,5 nhé. Ok. Thì vẫn giá như vậy. Vẫn là 435k. Con này xem nào, mấy ốc đây. Đây con này cũng 2 ốc này. Thì cũng tặng cho anh em là 1 con này, 2 con này, 3 con, 4 con này, 5 con, 6 con này, 6 con. Con này của Aqua này, trục bánh răng này. Đấy, nó cùng đi cùng với lại đây cái này của bên em, nó ghi luôn cả model này. Con này có thể là vào được 8 cân này, 9 cân 8 này, 8 cân này, 8 cân rưỡi. Đây, cái này không biết là model này có phải là 10 cân không. Và con này là của Aqua, hãng Aqua. Nói chung bên em có tất cả các hãng nhé. Và giá bán đều như nhau. Đều 435k. Bao ốc, bao phớt. Ví dụ như phớt trục to. Đây, phớt bên mình phải lấy riêng. Lấy riêng, ốc lấy riêng đây này. Đó, ốc bên mình phải đi lấy riêng nhé. Chứ không có trong combo, nhưng mà bán cho anh em thì sẽ cho anh em ở trong combo để anh em về lấy. Đây, bên Aqua đây. Con này rất là to. Kích thước này thì mình cũng chưa đo từ bao giờ. Mình sẽ đo cho anh em kích thước này. Kích thước này họ ghi là 45, 85, 80,5 và 10. Thì 45 là khả năng là đường kính trong. Mình sẽ đo nhé. Mình sẽ đo cái đường 45 trước này. 45 trước móc ở đây. Mình thuận tay không thuận lên này. Mình sẽ móc cái này vào đây. Mình sẽ đo cái này nhé. Đúng rồi. Cái này nó sẽ khả năng là nói về đường bên trong anh em ạ. Đường bên trong ấy. Phải để như này. Đúng rồi, cái này là đường kính trong nhé. Đường kính trong là 45. Đường kính trong là 45 này. Đây. Đường kính trong là 45. Còn đường kính ngoài. Đường kính ngoài thì nó là cái này. Đây là cái đuôi tay. Đường kính ngoài là cái này anh em. À, hôm nay phải mua một cái kẹp này để đường kính ngoài chưa đến 85 anh em ạ. Lệch kẹp nó không đúng chỗ vị trí. Đúng rồi, có nghĩa là mình kẹp nó chưa đúng tâm. Đây chưa đúng tâm này. Đây, cái này mới đúng tâm. Đây. Đúng rồi, đường kính ngoài là 80 này. Đó. Còn đây cái này là chiều cao rồi. 10 này là chắc là chiều cao. 10 là chiều cao nhé. Anh em cứ đo vậy, ok. Đúng rồi, chính xác rồi. Có nghĩa là tính theo centi anh em ạ. Như này là tính theo centi này.
4,5 cm này, đây là 8,5 cm này. Còn chiều cao là 10 cm, đây là đường kính trong, đường kính ngoài và chiều chiều dày. Đó. Để anh em là mua phớt riêng cũng được, nhưng mà thường thì đang bán trong combo thì anh em nên mua cả bộ nhé. Phớt riêng thì hiện tại bên em chưa có chương trình, thì anh em nào mà có mua cả bộ như là ốc này, phớt này và chạc dưới 10 cân trở lại thì đều đồng giá cho anh em là 435k, và anh em phải cọc trước mới giao hàng nhé. Ok, anh em chuyển đủ cũng được. Đó. Từ khi là khách hàng quen thì bên em sẽ không không cần nhận cọc, còn khi các bác mà khách hàng lạ thì phải cọc trước cho em, chỉ cần cọc trước 35k thôi, hàng sẽ đến tay các bác luôn, và đúng như bên em quảng cáo luôn là gồm 3 món, một là chạc, hai là phớt, ba là ốc đi theo được cho chạc luôn. Người like cho anh em để anh em biết và ủng hộ kênh. Chạc các hãng là rất là nhiều, đây đang hôm nay sẽ gửi cái này đi trước. Còn anh em là có nhu cầu mua thì nhớ ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình nhé.